Hãy chào bạn, hôm nay ngày 10 tháng 3 năm 2024, shop Hân My xin giới thiệu mẫu Pinarello F14, khung sườn carbon, phụ carbon, cốt yên carbon, ghi đông carbon, bánh carbon. Giá xe đang được bán với giá 38.500 xị. Màu sắc 3 màu phối hợp: đỏ, cam, đen. Cũ là triệu, xị là ngàn. Xe mới phiên bản hàng dựng và lắp ráp nha bạn nha. Ghi đông carbon. Khung sườn carbon và phụ carbon. Tay Deluxe Shimano 105 2 đĩa 12 lít. Made in da băng. Ghi đông carbon, phụ carbon. Heo dầu 105. Mặt đĩa Shimano Centalock. Chục bút. Nền carbon Mavic vỏ 700x25. Viền hai màu, phản quang. Chế độ bảo hành: shop Hân My bảo hành cho bạn 2 năm. Đề clip là hỗ trợ sửa chữa miễn phí. Rất đẹp vậy. 38 cũ 500 xị. Cũ là triệu, xị là ngàn. F14. Địa chỉ mua hàng: 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng: 0937009995. Cùi đề đĩa Shimano 105. Hàng sản xuất tại Nhật, da băng. Tháo cái ốp lưng ra quay cho nó không có bị ổ, bị dội cái phản quang lại, dội cái led lại. 38 cũ 500 xị. 38 cũ 500 xị. Do dĩa 105 mẫu mới. Này nha. Da băng của Nhật. Do dĩa xe được trang bị 50 34 105. Sơn là sơn 12 Shimano da băng. Tem bảo hành Hân My. Lip thả 12 tầng da băng. Cùi đề lip Shimano 105 da băng 12 tầng lip. Cùi đề lip mẫu mới luôn. Rất đẹp.
hàng sản xuất tại Nhật, made in Japan. Bật led lên cho các bạn coi nha. Đó, quá đẹp luôn. Xe mới, phiên bản hàng dựng và lắp ráp, không phải hàng chính hãng nha các bạn nha, nhưng bảo hành cho các bạn 2 năm. 38 cũ 500 xị, heo dầu R7170, rúp 12 tầng, mặt đĩa Shimano Santalock. Địa chỉ mua hàng 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937 00 9995. Chào bạn.